Xin chào các bạn. Trước đây, Đức có lẽ là quốc gia sở hữu những cỗ máy xây dựng đường xa lớn nhất thế giới, như máy làm đường Wagen SB1600 hay quái vật đào hầm Hakenknecht. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt kinh tế đã làm Bắc Kinh thừa khả năng đầu tư mạnh về khoa học để tự chế tạo những cỗ máy của riêng mình, phù hợp hơn với địa hình và kỹ sư Trung Quốc vận hành. Đến Trung Quốc, bạn sẽ phải choáng ngợp nếu chiêm ngưỡng những thiết bị máy móc được Made in China với kích thước siêu to khổng lồ tựa như diện tích đất của họ. Hãy cùng thế giới hôm nay chiêm ngưỡng 10 cỗ máy xây đường cao tốc hạng nặng khổng lồ nhất của Trung Quốc mà thế giới phải nể nhé! Đội quân robot rải nhựa đường. Nếu bạn hỏi tôi Trung Quốc phát triển như thế nào, thì bạn hãy nhìn video này, nó có gì khác lạ? Nếu tin ý, bạn sẽ thấy toàn bộ các xe lưu, xe rải nhựa đường, xe tải đều do AI tự điều khiển. Chỉ một vài người phụ trách giám sát đứng bên cạnh quan sát công việc, còn việc điều khiển xe hoàn toàn do AI phụ trách. Bạn có thể thấy, không có bất kỳ ai trong buồng lái, nhưng tay lái vẫn cứ xoay và công việc vẫn cứ diễn ra một cách nhịp nhàng. Đây không phải là khoa học viễn tưởng, mà là thực tế ở đất nước tỷ dân. Không còn cảnh công nhân vật lộn dưới cái nắng 40 độ C. Giờ đây, những cỗ máy AI siêu đẳng tự động hóa toàn bộ quá trình, biến con đường gập ghềnh thành mạch phẳng chỉ trong nháy mắt. Một đội robot có thể rải 5 km đường trên ngày, nhanh gấp 3 lần phương pháp truyền thống. Chúng hoạt động 24/7, không cần nghỉ trưa, và Trung Quốc công bố hoàn thành 150 km đường cao tốc bằng AI, kết hợp tập đoàn Huawei và tập đoàn Sany. Năm 2030, Trung Quốc dự kiến thay thế 80% lao động thủ công bằng robot rải đường. Thế này thì các bạn nghĩ tài xế các loại xe ủi, xe tải có thể bị thất nghiệp không? Xe vận chuyển dầm Volvo 900 tấn. Nói đến đường cao tốc, Trung Quốc hiện là quốc gia sở hữu cao tốc dài nhất thế giới với hơn 170.000 km, gấp đôi Mỹ. Đường cao tốc Trung Quốc dài đến mức, nếu bạn chạy xe 100 km/h không ngừng nghỉ, phải mất 205 ngày mới đi hết. Còn nếu so với đường cao tốc Việt Nam, họ xây dựng mỗi năm một quãng đường dài bằng cả hệ thống của ta hiện có. Đường cao tốc Trung Quốc thường được xây trên cao hoặc trên hệ thống cầu cạn, do địa hình đồi núi hiểm trở, sông ngòi hay các khu vực đông dân. Vậy nên họ thường đúc dầm sẵn tại công trường hoặc nhà máy, rồi vận chuyển đến khu vực thi công và lắp ráp. Liệu bạn đã từng thấy xe tải vận chuyển nào mà có hơn 100 lốp xe chưa? Chắc chắn chưa đúng không nào? Nhưng nếu đến công trình xây đường cao tốc của Trung Quốc, bạn sẽ bắt gặp xe vận chuyển dầm Volvo với hơn 200 bánh xe. Đây được xem là ông trùm của giới vận chuyển, khi có thể cõng cả một tòa nhà 5 tầng mà mặt đường không hề biến dạng. Điều độc đáo là cỗ máy này có thể làm việc với nhau để vận chuyển những khối bê tông khổng lồ đến nơi xây dựng. Nhờ vậy, một dầm cầu nặng 900 tấn có thể được lắp đặt chỉ trong vài giờ, thay vì đổ bê tông tại chỗ mất hàng tuần. Track Laying Machine, TLM. Nói đến đường sắt cao tốc, nơi tàu cao tốc có thể chạy với tốc độ 350 km/h, thì Trung Quốc là vua. Với hơn 45.000 km đường ray đã hoàn thành và Bắc Kinh đang hướng đến mục tiêu là 60.000 km. Để làm được điều này, họ đã phát minh những cỗ máy chuyên dụng để lắp đặt đường ray của đường sắt. Một trong số đó là cỗ máy Track Laying Machine với hai phiên bản T900 hoặc SMD80G. Cỗ máy siêu to khổng lồ này có chiều dài lên đến 120m, sở hữu tốc độ rải ray thần tốc 1,5 km/ngày. Gấp 20 lần phương pháp thủ công,
Nó có thể nối Bắc Kinh, Thượng Hải khoảng cách 1.300 km trong chưa đầy 3 tháng. Máy được tự động hóa 90%, từ nâng ray, càng chỉnh, bắt ốc đến đổ bê tông. Do vậy, dù cỗ máy khổng lồ nhưng chỉ có 15 công nhân vận hành. Nếu đường sắt cao tốc Việt Nam trải dài từ Bắc vô Nam mà áp dụng cỗ máy này và đủ nguồn tài chính thì mất khoảng 2-3 năm là hoàn thành. Nhưng nếu sử dụng hai mũi thi công song song, thời gian có thể xuống dưới 2 năm là xong. Vậy theo các bạn, chúng ta có nên thuê cỗ máy này để làm không? Máy lắp dầm cầu khổng lồ SLJ-932. Nếu bạn nghĩ xây cầu là phải huy động hàng trăm công nhân, cần cầu khủng và cả năm trời vật lộn ở công trình, thì SLJ-900 sẽ khiến bạn bật ngửa vì nó là mọi thứ nhanh gọn như chơi xếp hình Lego, nhưng với những khối bê tông nặng 900 tấn. Cỗ máy này do chính Trung Quốc chế tạo ra. SLJ-900 từng góp mặt trong xây dựng hàng trăm km đường sắt cao tốc, cầu vượt sông Dương Tử. Nó còn xuất hiện ở Lào, Myanmar để thi công cầu dự án BRI. Ở Tứ Xuyên, SLJ-900 từng đặt 30 dầm cầu trên ngày, kỷ lục khiến phương Tây đứng hình với khả năng làm việc thế giới chưa từng có. Với dải chân 88m, nó ôm trọn 3 làn đường, từ bò qua đồi núi, sông suối mà không cần đường ray. Nhờ công nghệ thủy lực và cảm biến laser, SLJ-900 có thể thi công 30 dầm trên ngày, rút ngắn thời gian xây cầu từ cả năm xuống vài tuần. Hiện tại, Trung Quốc đang phát triển máy lắp dầm cầu SLJ-1000 có thể nâng 1.000 tấn để chuẩn bị cho những cây cầu xuyên lục địa trong tương lai. Xe máy xúc XCMG XE7000 là xe xúc thủy lực lớn nhất Trung Quốc, bình thường như chiếc Komatsu BC208, có trọng lượng 20 tấn, bạn đã cho là đã quá khủng, thì bạn sẽ phải hoảng hồn khi biết chiếc XE7000 nặng tới 673 tấn, gấp 30 lần. Trong khi gầu của Komatsu xúc được 1 mét khối, thì XE7000 múc một lần được 33 mét khối, gấp 33 lần. Đứng cạnh cỗ máy khổng lồ này, chúng ta chỉ như người tí hon đứng cạnh Godzilla. Và XCMG XE7000 được chế tạo để phục vụ cho mục đích đào núi lấp biển của Trung Quốc. Trong các dự án làm đường cao tốc xuyên rừng, đào nền đường sắt cao tốc hay khai mỏ quy mô liên tỉnh, XE7000 luôn là át chủ bài đi trước. Đi đến đâu là cả dãy núi bị gạm gọn lẹ trong vài giờ. Nếu Việt Nam sở hữu những máy xúc thế này, thì việc san mặt bằng các công trình chỉ đếm bằng giờ. Và những dự án làm cao tốc xuyên rừng kết nối Bắc Nam sẽ được rút ngắn đáng kể. Các bạn có muốn Việt Nam sở hữu một cỗ máy như thế không? Xe cần cầu lớn nhất thế giới XCMG XCA-2600. Nếu cần một cỗ máy có thể nhấc bổng cả một tòa nhà 10 tầng, thì đó chính là XCMG XCA-2600, cỗ máy nâng hạ không dành cho người yếu tim. Đây không phải là cần cẩu bình thường, mà là ông vua của những cần cẩu đa địa hình được Trung Quốc chế tạo để chinh phục các dự án khủng như năng lượng gió, cầu vượt biển hay thậm chí là dựng nền cho các thành phố tương lai. XCA-2600 có sức năng lên tới 2.600 tấn, tương đương 2 tòa tháp Eiffel phiên bản rút gọn và 17 chiếc xe tăng M1 Abrams. Chiều cao nâng tối đa 173 mét, đứng trên đỉnh nhìn xuống có thể làm bạn hoa mắt chóng mặt. Chiếc xe này hiện có giá khoảng 4 triệu đô, hơn 100 tỷ đồng. Do kích thước siêu to khổng lồ và nặng hơn 360 tấn, nên để di chuyển, nó được tháo ra từng phần, vì bạn không thể lái hoặc chở nó đi trong đoạn đường dài. Công việc chính của XCA-2600
là lắp tua bin điện gió hay xây dựng cục điện cao thế 500 kV. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ đắc lực cho ngành xây dựng cầu đường, thường được dùng để cẩu SCJ-932, giúp xe máy móc leo núi dễ dàng để làm việc hoặc cẩu các dầm cầu. Trong thời điểm thế giới chạy đua về năng lượng tái tạo và hạ tầng khổng lồ, XCA2600 không đơn thuần là cỗ máy. Nó là biểu tượng công nghệ đỉnh cao của Trung Quốc, minh chứng rằng họ không chỉ xây cao tốc, mà còn xây giấc mơ siêu cường bằng thép và thủy lực. Máy lát đá vỉa hè. Nếu đi xem công trình trong các tòa nhà ở Trung Quốc, bạn sẽ bất ngờ trước những robot lát gạch chuyên nghiệp, có thể hoàn toàn thay thế con người. Chúng làm việc một cách chính xác, bất kể là ngày hay đêm. Chúng làm mà chẳng cần ăn uống và ngủ nghỉ hay đòi tăng lương, giảm giờ làm. Còn hiệu quả công việc thì gấp hàng chục lần lao động truyền thống. Còn đối với lát gạch vỉa hè, nếu bạn đã quen với việc chúng ta phải sắp xếp từng viên gạch, thì Trung Quốc nó ở cái trình khác xa lắm. Vì họ đã tạo ra được cỗ máy thông minh, lát gạch vỉa hè tựa như bạn đang trải thảm. Và nhân công phụ trách việc sắp gạch theo hình dáng thiết kế, cỗ máy sẽ phụ trách việc lát nó xuống đường một cách rất gì và này nọ. Còn nếu ít nhân công hoặc công trình có quy mô nhỏ, họ dùng robot trải từng viên gạch như thế này. Và hiệu quả thì bạn nào từng làm công việc này, comment so sánh cho mình biết nhé! Máy đào hầm lớn nhất thế giới, TBM, Giang Hải. Khi xây dựng tuyến Metro Bến Thành, Việt Nam đã áp dụng công nghệ đào hầm hiện đại TBM. Và người dân đã choáng với robot đào hầm TBM-1 do Hörenneck, Đức sản xuất, đường kính 6,8m, chiều dài máy 70m. Nhưng nếu bạn đem so với TBM Giang Hải, bạn sẽ phải ngợp gấp bội trước cỗ máy khoan hầm khổng lồ, đường kính đầu cách 16,64m. Dài 145m, nặng 2.800 tấn, được Trung Quốc tự sản xuất để chinh phục những công trình hạ tầng phức tạp nhất. Hiện tại, TBM Giang Hải đang đứng top 1 vì lớn nhất thế giới. Nó sở hữu lưỡi khoan to bằng sân bóng rổ, với hàng trăm mũi khoan hợp kim tung tên có thể nghiền nát cả đá granite cứng nhất. Nó hoạt động như một nhà máy di động dưới lòng đất, vừa đào vừa lắp đặt các tấm bê tông lót hầm ngay lập tức, đồng thời xử lý đất đá thải qua hệ thống băng tải tự động. Công nghệ định vị laser và cảm biến áp suất giúp nó điều chỉnh đường đào chính xác đến từng mm, kể cả khi gặp địa chất phức tạp. Chính nhờ sở hữu những con robot khủng như TBM Giang Hải đã giúp Trung Quốc xây những con đường xuyên núi dài, xuyên biển dài nhất thế giới và vươn lên vị trí số 1 thống trị ngành xây dựng với đội quân máy móc khủng nhất hành tinh. Máy in cầu. Khi xây cầu kiểu cũ, bạn phải đúc khuôn, đổ bê tông, chờ khô, gia cố mất vài tháng đến cả năm. Chưa kể trời mưa là tim thở xoay ngồi uống trà đá chờ nắng. Vì thế, để việc thi công trở nên nhanh gọn lẹ hơn, Trung Quốc đã chế tạo ra máy in cầu 3D như máy in phun giấy. Nhưng ở đây lại là phun ra cả cây cầu. Một cây cầu dài 15m có thể được in xong trong vài ngày, thậm chí là vài giờ, bạn có tin không? Máy in cầu 3D hoạt động bằng cách phun từng lớp vật liệu thường là hỗn hợp bê tông polymer, sợi thép hoặc composite theo thiết kế kỹ thuật số. Cỗ máy này giúp giảm 70% thợ xây, không cần cả đội cân não vì máy tự động làm hết. Lỡ có sai sót, chỉ cần reset lại file là xong. Rất nhiều cây cầu Trung Quốc hoàn thành bằng máy in 3D, nhanh hơn 60% so với phương pháp truyền thống. Chưa dừng lại ở đây, Trung Quốc hiện đang nghiên cứu in cầu đường sắt cao tốc bằng 3D, thậm chí ứng dụng in 3D để xây nhà trên mặt trăng. Cỗ máy xây dựng nào của Trung Quốc
theo bạn là khủng nhất. Bạn muốn Việt Nam có được những cỗ máy nào? Comment câu trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!